phát hiện phương pháp mới để điều trị Covid-19. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communication vào hôm ngày 13 tháng 7, các nhà khoa học đã bước đầu thành công trong việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen mang tên CRISPR để ngăn cản quá trình nhân bản của các tế bào virus SARS-CoV-2 trong cơ thể con người. Thành công này sẽ giúp hình thành một phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhân COVID-19. Theo AFP, nghiên cứu trên được tiến hành bởi một nhóm các nhà khoa học đến từ Australia. Nhóm chuyên gia cho biết họ đã đạt được những kết quả khả quan trong môi trường phòng thí nghiệm và sẽ tiến hành thử nghiệm trên động vật trong thời gian sắp tới. CRISPR là công nghệ chỉnh sửa gen cho phép các nhà khoa học thay đổi trình tự của các chuỗi ADN và thay đổi chức năng của các gen trong cơ thể con người. Đến nay, công nghệ này đã cho thấy nhiều kết quả hứa hẹn và khi sử dụng để loại bỏ các gen gây ung thư ở trên trẻ nhỏ. Khi sử dụng CRISPR trong nghiên cứu điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, các nhà khoa học đã sử dụng một loại enzyme có tên là CRISPR-CIS13B. Nhưng enzyme này có nhiệm vụ liên kết với các RNA của con virus corona và phá hủy các chuỗi gen chịu trách nhiệm nhân bản virus này. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước công nghệ mới này? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!